Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý về thị trường trong nước. Thưa quý vị, sau 7 lần tăng liên tiếp với tốc độ phi mã thì giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai mùng 1 tháng 7 được dự báo là có thể sẽ giảm nhiệt. Mức giảm còn phụ thuộc vào việc điều hành quỹ, thế nhưng cơ bản thì sẽ giảm nhẹ. Cụ thể thì theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy là giá xăng bình quân trên thị trường Singapore được cập nhật đến gần đây có xu hướng đã giảm nhẹ so với chu kỳ trước. Cụ thể là xăng RON 92 là khoảng 148 đô la Mỹ một thùng, còn đối với xăng RON 95 là 155 đô la Mỹ một thùng. Nếu như dự báo của giới phân tích là chính xác thì giá xăng dầu trong nước sẽ bước vào lần giảm đầu tiên sau 7 lần tăng liên tiếp. Song với mức giảm được nhận định là khá nhẹ nhàng, giá mặt hàng này vẫn đang ở đỉnh rất cao. Hiện nay thì giá xăng dầu đang tăng cao trong thời gian qua đã đè nặng lên áp lực lạm phát. Cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn thực hiện nghị quyết tăng giờ làm thêm của người lao động, và trong đó thì đáng chú ý là đề xuất doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho lao động có con dưới 6 tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho người lao động và nhất là lao động có con dưới 6 tuổi, đề xuất bổ sung bữa ăn phụ, bữa ăn nhẹ cho người lao động sau khi tăng ca để phục hồi sức khỏe. Trường hợp thời gian làm thêm trong một ca lớn hơn 3 giờ thì ngoài quy định về thời gian nghỉ giữa ca, công đoàn cần đề nghị doanh nghiệp bố trí giải lao ít nhất là 10 phút sau 90 phút làm việc thêm giờ, nhất là lao động làm ở dây chuyền sản xuất liên tục. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất của công đoàn xuất phát từ đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia lao động về ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động khi tăng giờ làm thêm để công đoàn và người sử dụng lao động triển khai. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã xác nhận cho 2.138 đơn vị với 114.500 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc diện đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 6 vừa qua, thì các cơ quan liên quan mới xác nhận cho 147 đơn vị với gần 27.000 lao động đã được phê duyệt giải ngân số tiền hỗ trợ thuê nhà. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, thì nguyên nhân giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà bị chậm là do trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp hướng dẫn cho người lao động thực hiện mẫu 1, thế nhưng việc thu hồi mẫu chậm do doanh nghiệp thực hiện mới nộp một lần. Bên cạnh đó thì tiến độ chậm một phần là do chủ nhà trọ ngại xác nhận vì có ràng buộc về pháp lý. Một số chủ nhà trọ ở xa thuê người quản lý nên không đủ cơ sở để xác nhận. Hiện sở đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ, hỗ trợ và đồng thời đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ tuyển thuê nhà cho người lao động. Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1 tháng 7, mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với mức cũ và gồm có hai loại, tính theo tháng và tính theo giờ, chia theo 4 vùng. Trong đó, với mức lương tối thiểu tháng, vùng 1 tăng thêm 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Và vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định này quy định vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ và vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Đây là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ. Quy định này được kỳ vọng góp phần đảm bảo tiền lương cho người lao động làm công việc mang tính chất linh hoạt, không chọn thời gian trong các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như nhà hàng, siêu thị và quán ăn. Thưa quý vị, dù mới chỉ vận hành, thế nhưng tình trạng thua lỗ của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại rất đáng báo động và lo ngại. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, thì doanh thu năm 2021 chỉ đạt có hơn 5 tỷ, lỗ gộp lên tới 54 tỷ đồng. Vậy thì đâu là lý do khiến cho tuyến đường sắt đô thị này lại bị lỗ lên tới cả triệu đô? Một phần câu trả lời sẽ có trong ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14. Năm 2021, trước khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác, Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt kỳ vọng về dự án này. Phía Hà Nội thì cũng đã sẵn sàng cái việc hướng dẫn, có những cái phương án hướng dẫn, thậm chí là có thể có những cái tuyên truyền rồi
có những cái biện pháp phương án tuyên truyền cho đến người dân để khi người dân tham gia giao thông thì cũng hiểu được rõ về cái loại hình giao thông để đảm bảo cái phục vụ, đảm bảo an toàn và cũng như là đảm bảo cái dịch vụ phục vụ cho người dân một cách tốt nhất. Thế nhưng thực tế lại không diễn ra như kỳ vọng. Kết thúc năm 2021, lỗ gộp của dự án lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân công chiếm phần lớn cơ cấu chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông, và cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, Hà Nội Metro lỗ ròng 64 tỷ đồng trong năm ngoái. Đáng nói, theo báo cáo năm 2020, Hà Nội Metro cũng đã báo cáo lỗ 23 tỷ đồng khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông, và lỗ lũy kế tới năm 2021, Hà Nội Metro lỗ tới 160 tỷ đồng. Và đây là thực tế. Dù đang là khung giờ cao điểm hành khách đi lại lúc 7 giờ 30 phút, nhưng tại các điểm kết nối, điều hưu hành khách, ngay trong khu vực check-in vé, thi thoảng có một vài hành khách đi lại. Cái đấy thì nếu mà có chỗ để xe thì chắc chắn là thu hút được nhiều người dân hơn. Hy vọng là nó đông khách hơn. Thì bây giờ hiện nay thì nó vẫn cứ chủ yếu là tập trung vào những cái đầu giờ làm việc, cuối giờ thôi. Còn thì phần giữa thì ít vắng. Em là người ở dưới chỗ bến xe Yên Nghĩa đầu tiên. Nó cũng thuận lợi cho em là có cái chỗ để gửi xe cùng cái bến của bến xe Hà Thụy Biên Nghĩa, thì là em cũng gửi đấy, nhưng mà có nhiều những cái tuyến như con em đi học như là ở bến Tượng Đình ấy, thì là nó hơi bất tiện là không có chỗ gửi xe đặt, nên lúc nào đặt phải đi bộ, xong rồi là không có chỗ là phải gửi sang cái chỗ bà con tới đấy thôi, nó hơi bất tiện. Nên là nếu mà của tàu Cát Linh mình mà có ý định mà làm được cái chỗ để xe cho bà con mà để gửi rất là đi, rất là thuận tiện cho mọi người đi làm, em cũng mong là như vậy. Tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông hiện có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, mỗi toa chở được 240 hành khách. Theo tính toán, trong 3 năm đầu, khi đường sắt Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành, ước tính mỗi năm sẽ vận chuyển từ 30 đến 40 triệu khách một năm. Năm tiếp theo là 50 tới 60 triệu hành khách và có thể đạt tới 90 triệu hành khách một năm. Thế nhưng, báo cáo của Hà Nội Metro, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, toàn tuyến chỉ vận chuyển được 3,16 triệu hành khách. Rõ ràng, đây là một con số đặc biệt khiêm tốn đối với dự án tỷ đô này. Qua báo cáo của Hà Nội Metro thì hàng ngày có từ 21.000 đến 22.000 hành khách đi tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Riêng cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì từ 25.000 cho tới 30.000 hành khách một ngày. Với dự án được đầu tư cả ngàn tỷ đồng thì rõ ràng đây là một mức doanh thu khó chấp nhận. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng dự án này vắng khách? Và hành khách nói gì về câu chuyện này? VTC14 sẽ còn tiếp tục thông tin về vấn đề này trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh tại các chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh khác trên cả nước kể từ ngày 1 tháng 7. Việc này nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí tổn thất về tài chính để dồn tiền trả cho nhà đầu tư trái phiếu. Nội dung thông báo này được ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh gửi tới các khách hàng. Ông Minh là người được ủy quyền điều hành Tân Hoàng Minh thay cho ông Đỗ Anh Dũng. Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, quyết định trên xuất phát từ việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định hủy bỏ 9 lô trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 do 3 công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành với tổng quy mô hơn 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước sẽ ngưng gia hạn thông tư 14 năm 2021 về việc cho phép các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi thông tư này hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Có nghĩa là từ ngày mai mùng 1 tháng 7 thì nhiều doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục được vay vốn tín dụng của ngân hàng nếu không thể trả nợ. Động thái này có thể hiểu là ngành ngân hàng sẽ quyết liệt với các khoản vay triển vọng xấu. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 6 năm 2022, các khoản dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại thời hạn trả nợ đã giảm gần 28% so với tháng 10 năm 2021, thời điểm thực hiện Thông tư 14/2021. Việc này cho thấy doanh nghiệp đang khôi phục sản xuất kinh doanh, có thu nhập và dòng tiền trở lại để trả nợ vay ngân hàng. Theo thống kê, hiện cơ cấu nợ chỉ rơi vào khoảng 300.000 tỷ đồng. Nhưng theo các chuyên gia tài chính, thực tế, nguy cơ nợ xấu của các ngân hàng cao hơn nhiều so với số liệu trên sổ sách kế toán, nên việc dừng thực hiện thông tư 14/2021 sẽ giúp các ngân hàng nhận diện rõ hơn nợ xấu, qua đó có hướng xử lý hiệu quả.
Thưa quý vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức là cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần hay là mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thì thành phố đã thu hút được 2,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 60,07% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số 2,18 tỷ đô la Mỹ này thì các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đăng ký là 223,75 triệu đô la Mỹ với tổng số 291 dự án, tăng 5,43% số dự án cấp mới và giảm 1,28% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho 1.105 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương là 583,11 triệu đô la Mỹ, tăng 9,62% về số lượng, giảm 15,12% về vốn so với cùng kỳ. Khoảng hơn một tháng nay, lượng khách du lịch đến thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tăng đột biến. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn hay là khu vui chơi giải trí luôn trong tình trạng đông khách khi mà có hàng chục ngàn du khách đến đảo. Mỗi ngày, điểm du lịch này đón hàng ngàn du khách đến tham quan, giải trí. Điều này đã khiến nhiều khách sạn của đơn vị quá tải. Có thời điểm, du khách phải chờ hàng giờ liền mới được nhận phòng. Nhưng bởi vì cái lượng khách rất đông cho nên ngày hôm qua khi chúng tôi đến với Phú Quốc thì cũng nhận phòng rất là muộn. Có những phòng phải đến 4 giờ chúng tôi mới nhận được phòng. Phú Quốc có hơn 700 cơ sở lưu trú với hơn 24.000 phòng nghỉ dưỡng. Lượng khách du lịch đăng ký tour tăng đột biến khiến nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng hết phòng. Để phục vụ lượng khách được dự báo là sẽ tăng trong tháng 7, tháng 8 tới đây. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động đầu tư thêm cơ sở lưu trú. Cho nên hiện tại cái lượng khách của mình tăng lên nhiều và khách ở các địa phương khác là đã đến trực tiếp tại Phú Quốc chứ không cần phải trung chuyển từ Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Nắm bắt được cái tình hình đó cho nên là về phía chủ đầu tư và ban giám đốc khách sạn đã có giải pháp là mình đang bên khách sạn đã đang xây dựng thêm 5 khu villa của resident và cộng thêm khoảng tầm trên 300 phòng của khách sạn đang hoàn tất xây dựng. Đi kèm với việc mở rộng các cơ sở lưu trú là nâng cấp chất lượng dịch vụ. Như điểm lặn biển này, chủ doanh nghiệp đã tuyển thêm hàng chục hướng dẫn viên và thiết bị chuyên dụng. Dù nhu cầu tăng, nhưng giá cả dịch vụ vẫn không đổi so với trước đây. Thì mặc dù lượng khách du lịch đến Namaste cũng như Phú Quốc rất là đông, nhưng mà Namaste với cái phương châm là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tốt nhất thì Namaste cũng không có tăng giá trong cái mùa hè năm nay mà vẫn đảm bảo giữ nguyên giá như hiện tại để giúp cho du khách có thể dễ dàng tiếp cận cái hình vui chơi giải trí này. Trước dự báo lượng khách du lịch tăng cao trong dịp hè, chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch trên địa bàn. Thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xăng tăng giá khiến giá cả nhiều mặt hàng hiện nay đang ở mức cao. Đặc biệt, giá đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng chóng mặt, trong khi giá đầu ra nhiều mặt hàng lại không ổn định, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, mùng 1 tháng 7 năm 2022.